Rồi chúng ta học tiếp nhé. Có bạn nào vừa nãy tranh thủ chợp mắt ngủ một xíu rồi sau mới dậy không? Rồi ok, học tiếp nhé. Nó tuy nó hơi giờ này nó đôi khi nó hơi vất vả cho bạn xíu nhưng mà cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp nhất theo. Chính là cái phần danh từ. Các bạn chú cho mình là chúng ta nên mình ra bài tập gì thì các bạn nên làm trước đi nhá, tránh cái tình trạng là khi mà không làm bài tập ấy thì nó sẽ bị hiểu nó không được cặn kẽ hoặc là có thể chưa hiểu hẳn. Mình nói lại với các bạn là chúng ta sẽ học theo cái bản chất của nó. Đối với ngữ pháp, phần đọc và phần nghe chúng ta cũng đi theo bản chất của nó nha, bản chất của nó. Nếu mà chúng ta đi theo bản chất thì chúng ta mới đi leo cao được. Nó giống hệt như là chúng ta tạo ra một cái nền nó cực kỳ vững chắc ấy. Nền vững chắc thì chúng ta mới leo cao được. Hay là chúng ta xây cái nhà, nếu mà cái nền mà không vững thì chúng ta không xây được cao. Thì chúng ta đối với tóc phổ cũng vậy. Nếu mà chúng ta đi theo cái hướng là mẹo hay là tút chích, cái đấy thì nó chỉ dành cho những ai mà mục tiêu chỉ là 450 thôi. Nhưng mà từ cái mục tiêu là 500 trở lên thì chúng ta bắt buộc phải xây cái nền tốt, xây cái nền tốt. Thì xây nền tốt thì hướng đi vẫn là học theo bản chất của nó. Đấy. Và mình cũng mong muốn là sau cái khóa học TOEFL thì các bạn cũng có cái nền về giao tiếp, cái kỹ năng nghe của bạn tăng và kỹ năng nói của bạn cũng tăng. Mình cũng sẽ nâng âm từ giờ cho đến khi các bạn kết thúc học thì đảm bảo thì cái kỹ năng nói của bạn nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đọc nha, à phần nghe nha. À quên mất, đấy mình nói loạn sinh ngậu rồi. Ngày mình dạy trên trường, tối mình dạy 2K, nó nói nhiều quá đôi khi nó thành lặp như vậy, nó lắp như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp nào. Đối với về ngữ pháp thì cái đơn vị của ngữ pháp thì mình nói gọi là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, thì đấy là đơn vị cơ bản. Đơn vị cơ bản thì bất cứ một cái cơ bản, bất cứ một cái thành cái cơ thể nào hay là một cái cấu trúc nào thì bao giờ hệ thống nào ấy, thì bao giờ chúng ta cũng phải xác định cái đơn vị của nó. Ví dụ đơn vị của người chẳng hạn nó là tế bào chẳng hạn, đơn vị của cái ngôi nhà nó là từng con gạch chẳng hạn, từng cái viên gạch chẳng hạn. Thì đối với liên quan phần ngữ pháp thì đơn vị của nó thì chúng ta sẽ xây nên bởi các từ loại như là danh từ, tính từ, động từ này, danh từ này, tính từ, động từ. Còn vôi vữa của nó chính là gì? Vôi vữa của nó là các cấu trúc để chúng ta lắp ghép với nhau thì nó tạo thành thành câu thôi, thành câu thôi. Nếu thế thì các bạn thấy là ok, đây là cái đơn vị của nó. Còn các cấu trúc chúng ta sẽ học thì nó chính là các vôi vữa để liên kết với nhau để tạo thành câu. Thì đấy là thành phần cơ bản nha. Xong. Thì đối với việc chúng ta thì chúng ta chỉ tập trung là nhận dạng thôi. Mình nói lại là chúng ta đi theo hướng là bản chất của ngữ pháp nên chúng ta cũng chỉ cần nhận dạng. Ok, đây là thành phần này, đây là thành phần này, đây là thành phần này. Thế là đủ rồi. Chúng ta không cần phải dịch nghĩa. Phần dịch nghĩa. Phần dịch nghĩa thì chúng ta lại chuyển mạnh sang cái phần đọc. Có nghĩa là phần đọc, và phần đọc thì các bạn phải học từ vựng và vốn từ, thì cái đấy mình sẽ triển khai sau. Thì đối với phần ngữ pháp thì mình cũng chỉ chuyên về ngữ pháp để chúng ta làm ngữ pháp. Đối với phần đọc thì chúng ta sẽ tập trung vào từ vựng cộng với dịch thuật để chúng ta làm phần đọc. Đối với phần nghe thì chúng ta đang luyện rồi thì các bạn biết là đang triển khai như nào rồi. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ triển khai cái đầu tiên là cái viên gạch đầu tiên, nó chính là phần danh từ. Đối với danh từ thì chỉ cần một cái slide này thôi.
Đối với danh từ thì các bạn đã từng học cái bài 1, bài 2 rồi đúng không? Thì các bạn chú ý cho mình này, tại sao lại có những cái các cấu trúc này thì mình đã nói rất là nhiều trong cái video đầu tiên rồi đúng không? Đấy. Và khi còn danh từ thì danh từ cần phải xác định, đấy mình đã nói trong video rồi đấy. Đấy. Thì các bạn chú ý cho mình trong tiếng Anh, một danh từ bắt buộc cần phải xác định, một danh từ bắt buộc phải xác định. Danh từ xác định khi nào có mạo từ đằng trước này, có s đằng sau này, có nghĩa số nhiều ấy, hoặc là danh từ không đếm được này, danh từ không đếm được này, không đếm được đấy. Còn mạo từ là gì? Mạo từ đây này, các mạo từ đứng trước này, mạo từ là khởi đầu danh từ nhá, chú ý cho mình nhá. Mạo từ này, mạo từ là khởi đầu danh từ, mạo từ là khởi đầu danh từ đấy. Mạo từ thì gồm gì? Mạo từ thì gồm ơ, ân, giờ và các tính từ xỉu, thì nó mình quy là nó là mạo từ, hoặc nó liên quan sở cách có phẩy s này này, chính là cái này dịch là từ của trong tiếng Anh này đấy. Còn this, that, these, those thì nó là mạo từ, thì đây chính là mạo từ, tất cả cái chỗ này này là mạo từ. Còn cái việc thứ hai là liên quan phân loại thì các bạn chú ý cho mình nhé. Chúng ta cả đây này thì toàn bộ cái chỗ này nhá, thì chúng ta coi là một danh từ nhá. Chúng ta chú ý cho mình cả cái cụm này này thì chúng ta cũng coi là một danh từ thôi. Chúng ta đừng có phân tách gì cả, đừng có phân tách đây là mạo từ, tính từ, danh từ cả. Chúng ta quy ra hết nó là danh từ. Đấy, danh từ này, danh từ này. Đấy, đây danh từ này. Đấy. Đây, chúng ta gộp định nghĩa lại cho mình cả cụm này nó là danh từ. Thì đối với phân loại thì gồm có danh từ này, hay là cấu trúc A ở B này, AB đều danh từ này, hoặc cấu trúc song song A này, B này, C này, hoặc là N, D, hoặc là từ O, hoặc là từ bất, đây gọi là cấu trúc song song. Mình được kê lại thôi. Còn vị trí của danh từ thì nó làm chủ ngữ và làm tân ngữ và sau đối từ, đây là vị trí của danh từ. Có một kiến thức cực quan trọng, nó liên quan phần đuôi này, bắt buộc các bạn phải học thuộc nha. Cái này các bạn học thuộc thôi, học thuộc, yêu cầu các bạn học thuộc. Thì đây đây chính là cái mình chỉ gọi là thống kê lại sau khi các bạn đã học cái bài 1, bài 2 mình đã gửi các bạn trước rồi, thì mình không nói sâu nhá, mình không nói sâu. Đấy là lý do tại sao các bạn cần phải học trước kiến thức, học trước kiến thức. Bây giờ chúng ta ok, các bạn đừng chép nha, lúc nữa mình sẽ gửi cái slide này, các bạn không phải chép đâu, lúc nữa mình sẽ gửi, bây giờ các bạn chỉ cần tập trung nghe thôi. Chúng ta có một cái mini game mini như này, thử xem các bạn được không nha. Đây xem nó ở chỗ nào, đây chờ xíu, đây để các bạn hiểu rõ hơn về danh từ, về danh từ.